Chào quý vị các bạn. Thì qua clip này, công ty Digo Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách về cái bộ bút vẽ mỹ thuật gồm một máy nén khí mini và một bút vẽ mỹ thuật. Thì qua clip này, công ty Digo Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách về cái máy nén khí mini TC20B của hãng Rosenmark Đài Loan. Thì khi chúng ta mua về, chúng ta sẽ có cái model đây. Thì nó sẽ có cái công suất là 1/5 ngựa và điện 220V, nặng là 3,4 kg. Đó, chúng ta xách đi xách lại. Và đặc điểm của nó là nhỏ gọn và không ồn, nên bởi vậy chúng ta có thể là làm việc vào ban đêm được. Trên cái máy nén này thì nó có sẵn cái lọc nước và cái chỉnh áp. Đó, lọc nước chỉnh áp, có đồng hồ chỉnh áp. Thì và đây là cái cây bút vẽ mỹ thuật HD130 của hãng Rosenmark Đài Loan. Thì ở đây hãng làm bằng cái hộp bút rất là đẹp. Đó, hộp bút rất là đẹp. Và đây là cây bút HD130. Đó, đây là cây bút dạng nút nhấn double action. Khi mà ta nhấn thẳng thì nó ra hơi, và khi mà ta nhấn ta kéo thì nó ra sơn. Đó, đây là cái nút chỉnh lượng sơn nhiều ít. Đó, còn đây là cái ốc để chúng ta có thể là đút cái dây hơi vào. Nhưng mà nếu như trường hợp mà chúng ta có cái dây hơi mà đã bấm sẵn hai đầu này á, thì chúng ta chỉ cần là gỡ cái này ra. Đó, và chúng ta dùng sau cũng được. Đó, thì trong bộ bút này nó sẽ bao gồm thêm cho chúng ta một cái cà lê bé nhỏ này, để chúng ta có thể là sử dụng với để chúng ta gỡ cái đầu bét. Đó, cà lê nhỏ, có cái đầu rất là nhỏ. Tiếp theo nữa là chúng ta có thêm một cái hút sơn. Đó, hút sơn để nhỏ vào trong cái cốc đựng sơn. Đây là loại cốc liền kim bét là 0.3 mm. Đó, trên thân bút thì có tai quan 0.3 mm. Đó, thì để ngoài thị trường có rất là nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng, nên bởi vậy là quý khách nên lựa chọn những cái hãng uy tín, các cái nơi bán uy tín để lựa chọn được cái hàng chính hãng. Đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ test cái cây bút HD130 này cùng với lại cái máy nén khí mini TC20B này. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái dây dẫn hơi. Đó, dây dẫn hơi thì tôi chỉ cần nối một đầu vào cái dây dẫn hơi này vào cái máy nén, và một đầu thì tôi gắn vào cái bút. Đó, vậy là chúng ta đã lắp đặt xong cái bút vẽ mỹ thuật HD130 và cái máy nén khí mini TC20B. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần cắm điện vào và bật điện lên thôi, thì máy nó nhỏ gọn không ồn. Nó là loại trực tiếp, khi ta dùng thì nó chạy, còn không dùng thì nó sẽ ngắt. Đó, đó, quý khách nghe nó rất là nhỏ gọn không ồn. Đó, nó tự ngắt khi chúng ta không dùng. Thì giờ tôi sẽ tiến hành, tôi cho một ít nước và tôi test thử cho quý khách xem cái bút vẽ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ là loại double action, nên bởi vậy là chúng ta sẽ có hai hành động. Một hành động là ta nhấn thẳng. Đó, ta nhấn thẳng thì sẽ ra hơi. Đó, nhấn thẳng sẽ ra hơi. Và ta nhấn, ta kéo ra phía sau thì nó sẽ ra sơn. Đó, vừa nhấn vừa kéo, ta càng kéo ra phía sau nhiều thì nó càng ra sơn nhiều. Đó, bút rất là nhẹ nhàng nhé, bóp rất là nhẹ nhàng. Đặc điểm hàng chính hãng, chúng ta bóp rất là nhẹ nhàng, cò bóp rất là nhẹ nhàng, và chúng ta có thể chỉnh được lượng sơn nhiều ít ở đây. Đó, một đặc điểm nữa là công ty Vigo của chúng tôi á, là có đầy đủ các cái linh kiện để quý khách có thể thay thế khi mà cần thiết. Đó, xài quá lâu ngày thì có thể kim bét nó mòn gì đó, chúng ta vẫn có thể mua linh kiện để thay thế được. Đó, đặc điểm một số thì bán hàng không chính hãng rồi, họ sẽ không có cái linh kiện để thay thế, xài một vài bữa nó tắc nó hư thì chúng ta lại không thể thay thế được. Thì với cái bút vẽ này thì và máy nén này thì công ty chúng tôi sẽ thông thường sẽ bảo hành đến 6 tháng, nên quý khách yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thì để ủng hộ kênh, để thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Thì hy vọng qua clip này quý khách đã có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.